đầu này bài báo hôm nay có tên là the climate uh, the climate is changing the Olympics need to change too um, khí hậu thì đang thay đổi và cái giải Olympics ấy thì nó cũng cần phải được thay đổi right. rồi chúng ta có mình sẽ phóng to cái bài đọc này lên để cho các bạn nhìn rõ nhá ok từ 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 đây đây rồi nào các bạn nhớ là thả tim nhá chúng ta bắt đầu này the organizers of the uh, The organizers of the Paris Olympic Games have outdone their predecessors in trying to make the Games the most sustainable in the decade since climate change became a con concern. Những người tổ chức cái giải đấu Olympic đã thực sự uh, hết mình đã thực sự gọi là vượt qua những người tiền nhiệm trước đây trong cái việc cố gắng khiến cho cái giải đấu này nó là một cái giải đấu mà nó thân thiện với môi trường nhất đấy uh, trong nhiều thập kỷ kể từ khi mà thay đổi khí hậu nó trở thành một cái vấn nạn đã trở thành một cái là quan ngại với lại tất cả mọi người thì organizers đúng không đó là những người tổ chức những người organize một cái sự kiện gì đấy rồi còn outdo nhá thực ra khi mà chúng ta gọi là out cộng với là một cái động từ ấy thì tức là kiểu mình làm cái hành động đấy mà vượt qua đối thủ của mình vượt qua người khác đấy đúng không kiểu out trình ấy thì bây giờ outdo tức là à, nó làm cái việc đấy với một cái hiệu quả một cái kết quả mà nó tốt hơn Đấy, người khác, rồi và predecessors, đúng không? chính là những người đi trước, những người tiền nhiệm, rồi những người tiền nhiệm. Chúng ta đây này, cứ thấy là có từ pre ấy, thì bao giờ nó sẽ gọi là ám chỉ về những thứ gì thuộc về phía trước. Ừ. Rồi trong cái việc đó là trying to make the games the most sustainable, sustainable cái từ sustain tức là duy trì kéo dài. Và nếu nhá, uh, môi trường ấy mà nó có thể tồn tại lâu dài, xong rồi các cái nguồn năng lượng nó có thể tái tạo thì lúc đấy chúng ta gọi đó là một cái môi trường sustainable Từ này thường sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường này ừ. Kể từ khi mà thay đổi khí hậu nó đã trở thành một cái quan ngại của chúng ta, concern right. But with an estimated uh, 11 million tourists converging on the City of Light for the Olympics, uh, including 1.5 million from abroad the Games can only be so green nhưng mà với một cái con số ước tính kiểu estimated cộng với lại con số Thật kiểu nó ước tính nó um, nó tính toán trước như thế. Đấy, đó là 11 triệu khách du lịch. Converging tức là kiểu đổ về cái thành phố của ánh sáng đấy, để mà tham gia tham dự cái giải Olympics đấy, xem cái giải Olympics bao gồm 1,5 triệu người du người du khách đến từ nước ngoài thì cái giải Olympic này nó chỉ đến thế mà thôi, nó chỉ gọi là đến được một cái mức độ bảo vệ môi trường nhất định, chứ không thể nào mà kiểu quá là vượt quá kỳ vọng của người ta. Đấy nhá chúng ta sẽ có từ converge, tức là kiểu tất cả mọi thứ nó đổ về một điểm, đấy nó gọi là hội tụ, đó hội tụ. Rồi the city of light, thành phố của ánh sáng thì tức là ám chỉ Paris, thành phố Paris. Rồi và đây kiểu 1,5 triệu người khách du lịch nha, nó đến từ abroad, tức là kiểu đến từ overseas, đến từ nước ngoài. Đấy và khi mà nó kiểu can be, can only be so green, tức là kiểu chỉ có xanh được đến mức như vậy thôi, đó chỉ có đến gọi là bảo vệ môi trường được đến mức như vậy thôi. Nó chắc chắn là sẽ có những cái hệ lụy, đúng không? Nó nghiêm trọng. Đấy, on the plus side này, organizers have been serious in their efforts to reduce carbon emissions. Đấy, về mặt tích cực mà nói, thì những người tổ chức giải đấu olympic đã vô cùng uh, nghiêm túc trong những cái nỗ lực của mình đưa ra trong cái việc giảm thiểu lượng khí thải carbon plus đó là cộng thêm đúng không plus side đó là kiểu như một cái hướng nó gọi là hướng tích cực còn nếu như mà bây giờ các bạn uh, hướng tiêu cực ấy thì nó sẽ là on cái gì đó side là các bạn thử thêm một cái một cái danh từ hay là một cái tính từ nào tính từ nào đó đưa vào đây để mà tạo thành một cái cụm đó là về mặt tiêu cực mà nói right. còn effort thì nó có là những cái nỗ lực emissions thì cái từ emit nó có nghĩa là tỏa ra thải ra đấy, emit thì nếu như mà chúng ta gọi là emissions thì đó là danh từ đấy và nó coi là những lượng khí thải yeah, downside on the downside đúng không hoặc là kiểu on the dark side đấy dark side ừ. nó cũng đều được á dark tức là mặt tối của nó ấy, mặt trái của nó đúng không ừ. rồi nhớ là các bạn dùng cái từ emissions nó phải có số nhiều nha Đấy, kể cả co2 emissions carbon they measured the expected carbon footprint of the games reduced uh, emissions through energy efficiencies limited new construction by using existing facilities added bike lanes, uh, minimized the use of fuel powered generators and sourced sustainably produced goods for medals and uh, podiums Nói chung câu này rất là dài Nó nói đến là kiểu như những cái ban tổ chức ấy Những cái người trong ban tổ chức đã đo lường Measure đúng không? Đo lường một thứ gì đó ừ. Cái lượng Cái lượng khí thải CO2 mà được um, kỳ vọng là sẽ thải ra từ cái hoạt động của trận Của của cái giải Olympic này Đấy bởi vì cái từ footprint nó có là kiểu dấu chân á và cái thuật ngữ trong chủ đề môi trường carbon footprint dấu chân carbon tức là cái lượng carbon thải ra Đó, đấy là một cái cụm rất là hay nhé, carbon footprint rồi expected tức là cái lượng mà được kỳ vọng từ trước được gọi là dự tính từ trước nào thì họ um, họ reduce họ giảm thiểu cái lượng khí thải qua những cái biện pháp sử dụng năng lượng um, sạch đúng không hoặc là kiểu tối ưu năng lượng bởi vì chúng ta sẽ có từ efficiency Tức là tính tối ưu Và nếu như mà nó dùng ở dạng số nhiều như thế này Tức là những biện pháp tối ưu Những cách thức tối ưu Năng lượng Họ giới hạn này những cái Họ giới hạn sự xây dựng mới Bởi cái việc đó là sử dụng những cái cơ sở vật chất mà nó đã có sẵn Nhá, yeah, Limited cái đấy Chúng ta phải nhìn những từ limit Rồi là những từ reduce ở đây này Nó là một cái cấu trúc Một chủ ngữ đi với rất là nhiều động từ đó. vì vậy cho nên là bất cứ một cái động từ của nó thì đều phải thêm ed bởi vì là cái việc này đã xảy ra đó đó là quá khứ mà đúng không rồi uh, existing đó là cái thứ gì đó mà nó đang tồn tại nhé bởi vì đuôi in mà đúng không thì lúc đấy là nó đáng ám chỉ cái trạng thái là chúng ta đang có đang có sẵn rồi họ thêm vào này bike lanes uh, đó là những đường đi xe đẹp đường dành cho xe đẹp lên đúng không đường đi họ tối thiểu cái mức độ sử dụng của những cái máy phát điện chạy bằng fuel tức là chạy bằng nhiên liệu um, hóa thạch right minimize một thứ gì đó tức là kiểu như giảm thiểu nó xuống thế còn kiểu tối ưu nó lên thì sao tối đa nó lên thì sao the use of something thì nó coi là cái mức độ sử dụng nhá Đấy, cái việc sử dụng một thứ gì đó cũng được nó có hai ý nghĩa một tức là cái mức độ hai tức là ám chỉ riêng cái trạng thái cái việc của nó cái việc sử dụng một thứ gì đó power um, Fuel powered, tức là được powered bởi fuel. Đây là kiểu tính từ ghép theo kiểu bị động đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có từ power, nó coi là cung, cân, cung cấp năng lượng, được cung cấp năng lượng bởi fuel. đấy right. bạn nào mà học IELTS thì chắc chắn là thấy là cái chủ đề này nó rất là, nó rất là kiểu related đúng không? Nó cực kỳ là 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 dễ có thể liên hệ được. Và chúng ta phải thấy rằng là môi trường thì nó sẽ có những cái từ ấy mà nó cũng có thể được sử dụng bất cứ lúc nào không những là ở trong IELTS right. đây nào họ source tức là kiểu họ tích chữ họ source họ source sustainably produce goods for metals từ 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 họ source như thế này tức là thế nào nhỉ source danh từ là nguồn còn nếu dùng ở dạng động từ tức là tích nguồn đúng không tích nguồn hoặc là lấy nguồn các bạn ạ họ lấy nguồn này rồi họ lấy nguồn những cái hàng hóa mà được sản xuất mang tính bảo vệ môi trường để mà có thể chế tạo um, medals, chế tạo huân chương cũng như là chế tạo về những cái bục nhận thưởng Đấy, và much of the event materials và cũng gọi là chế tạo um, rất là nhiều những cái vật liệu sử dụng trong cái giải đấu Olympic này. Đấy, đây này chúng ta phải hiểu source tức là lấy nguồn nhé, đó lấy nguồn lấy nguồn từ những cái sustainably produce goods thì cái từ sustainable tức là mang tính duy trì bền vững đúng không? Bảo vệ môi trường. Và produce ở đây tức là dạng bị động của nó tức là hàng hóa được sản xuất một tích một một cách bảo vệ môi trường, một cách bền vững mang tính bảo vệ môi trường nhá. Yeah. Rồi còn podium ấy thì đó là cái bục thường kiểu như là chúng ta đứng lên bục để mà nhận thưởng thì đấy nó gọi là cái podium, được chưa? Materials thì đó là vật liệu để tất cả những vật liệu ở trong giải Olympic nó đều sử dụng những thứ gì mà có có lợi cho môi trường đúng không bảo vệ môi trường perhaps most important uh, they've talked about their sustainability work uh, air, at every turn drawing attention to unsexy details and raising public awareness of environmental issues such as air pollution and extreme heat in France and beyond có lẽ cái việc này nó mới là cái việc quan trọng nhất họ đã Um, họ talk đúng không kiểu như họ kiểu như đưa ra những cái cuộc điện đàm đâu đưa ra những cái cuộc đàm luận có thể hiểu như vậy nhé chứ còn thực ra talk about tức là nói chuyện về đúng không nhưng mà chúng ta phải dịch theo một cái cách nó trang trọng một chút đấy thì tức là kiểu họ có những cái cuộc đàm luận bởi vì đây là ban tổ chức một cái giải mà nó gọi là lớn như kiểu là olympic đấy rồi họ đã nói về cái gì họ đã đàm um, có những cuộc đàm luận về cái gì từ từ về cái uh, nỗ lực trong cái tính duy trì bảo vệ môi trường của họ Đấy, ở bất cứ một cái cơ hội nào mà họ có rồi at every turn nha tức là kiểu cứ cứ có một cái gọi là tình huống nào đó xoay chuyển đúng không thì họ sẽ đề cập đến cái nỗ lực của họ trong cái việc bảo vệ môi trường sustainability work à, chính là cái công trình mang tính chất bảo vệ môi trường à, kéo dài tính bền vững cho môi trường Đấy, bởi vì sustainability là tính bền vững mà. Chưa? Họ thu hút sự chú ý của công chúng với những cái chi tiết mà nó không hề đẹp đẽ gì cả. Rồi là họ uh, gia tăng nhận thức của đám đông, của cộng đồng với những cái vấn đề môi trường. Ví dụ như kiểu là ô nhiễm không khí hay là uh, nóng cực độ ở nước Pháp cũng như là nhiều vấn đề khác rồi đây nhá drawing attention to đúng không? tức là hiểu thu hút sự chú ý của công chúng, của khán giả, của tất cả mọi người ấy, của cộng đồng đấy. đấy và đây ăn sex từ từ ăn sexy details sexy thì tất nhiên nó là gợi cảm nhưng mà chúng ta phải hiểu chi tiết này đó là những chi tiết mà kiểu nó không hề đẹp đẽ gì đấy nó là những cái như kiểu là bây giờ có bãi rác đấy, xong rồi là có những cái um, con sông mà nước của nó rất là bẩn Đúng không? Xong rồi đem ngòm, ấy, bẩn thỉu, hôi thối Thì đấy là gọi là unsexy details Rồi, và tiếp theo này Raising public awareness Có nghĩa là gia tăng nhận thức cộng đồng nha. Các bạn phải hiểu đó là nhận thức để là cái, cái sự cảnh tỉnh của người ta ấy. Rồi Còn extreme đó là nói đến những thứ gì mà nó cực độ Và đây là kiểu nóng cực độ Đúng không? Nóng đỉnh điểm Ở nước Pháp Chúng ta có một cái từ ấy, nó ám chỉ những ngày nóng nhất của mùa hè Mình đã từng nói đến trong rất là nhiều livestream Uh, ngày trước khi mà đọc chuyện uh, Harry Potter, không biết là các bạn nào còn nhớ không? Những ngày nóng đỉnh điểm của mùa hè thì nó gọi là cái ngày gì? Đấy bạn nào mà nhớ thì cứ comment xuống nhé. Uh, still international travel is a big uh, contributor to the overall carbon impact of the games. Scorching, ấy, scorching cũng được nhưng mà mình muốn dùng một cái một cái cụm mà nó dùng trong văn nói nhiều ấy đấy trong văn nói nhiều nó gọi là ngày chó nhá ngày chó <laughs> the dog days đấy là the dog days đó là những ngày nóng đỉnh điểm của mùa hè đấy the dog days rồi ừ. nào tiếp theo này dẫu vậy dù sao đi nữa thì cái việc uh, du lịch quốc tế du lịch quốc tế nó vẫn là một cái yếu tố đóng góp một cái nhân tố đóng góp rất là lớn với lại cái tác động về khí thải carbonic được thải ra từ cái giải Olympic ở đây. Đấy, bởi vì chúng ta sẽ có contributor đúng không? Tức là contribute đóng góp vào, đó là yếu tố đóng góp nha. Nó đem đến một cái nguồn carbon footprint nó cực kỳ là lớn đấy các bạn ạ. Đó, bởi vì du lịch mà, thì bao giờ nó sẽ gọi là thải ra rất là nhiều carbon đúng không? Các cái hoạt động của nó. Rồi, impact đó là tác động nhé, và đây là tác động về khí thải carbon này. Organizers of the Organizers of the Rio Olympics In 2016 Predicted that slightly more than half Of the carbon emissions Would come from spectators Đấy, Những cái nhà tổ chức Những người tổ chức, ban tổ chức Trong cái giải Olympic Rio Vào năm 2016 Rio này chính là cái thành phố thủ đô Của Brazil Đấy, Thì đó là cái giải Năm 2016 nó được tổ chức ở Brazil Thì họ dự tính rằng Họ đã gọi là đoán trước đúng không? phỏng đoán hay là kiểu như họ dự đoán rằng uh, hơn từ từ, hơn một nửa này, cái lượng khí thải carbon thì nó sẽ đến từ những những gọi là những người khán giả đến xem giải đấu Olympic ở đây. Đấy. Rồi more than half nhá thì tức là hơn một nửa nhưng mà nó chỉ hơn tầm khoảng gọi là 52, 53% thôi, slightly more. Tức là cái mức độ của nó ít đúng không? Hơn một tí rồi Slightly tức là một tí mà carbon emissions thì đó là cái lượng khí thải carbon nhé bởi vì cái từ này đúng không nó là khí thải rồi emit tức là tỏa ra là thải ra mà còn spectator ấy uh, spectate tức là xem trực tiếp một sự kiện mà đặc biệt nó là sự kiện về thể thao thế cho nên spectator tức là người xem để chứ con audience thì nó chung chung lắm các bạn phải hiểu audience là nó rất là chung chung còn spectator đó là đặc biệt liên quan sự kiện thể thao đấy of that amount 80% was expected to be generated by um, international fans traveling to and from the Games. Trong cái lượng amount đó, cái lượng gọi là, 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 là hơn một nửa đó, thì 80% nó được, nó được gọi là kỳ vọng sẽ, không phải đâu, nó được phỏng đoán, đấy ấy, nó được gọi là dự tính là sẽ được tạo ra bởi những cái fan quốc tế đi tới và um, khởi hành từ cái giải Olympic này. Tức là đấy là những fan quốc tế mà nó đến đây đúng không? Cũng như là kiểu như là nó xem xong cái giải đấu này thì nó sẽ rời khỏi nước Pháp để mà trở về quê hương. Đấy, thì nó gọi là to and from. Nha, yeah, to and from the games. Đó. Rồi international fans, đó là những cổ động viên quốc tế đến nước Pháp để mà xem Olympic. Còn generate, tức là tạo ra một thứ gì đó. Generator tích, chính là cái máy phát đúng không? Vì vậy cho nên đây là tạo ra. Nha, yeah, tạo ra. Organizer saw a low A potential to reduce those emissions, uh, and said they would need to compensate elsewhere in the preparation and running of the events. Những người ban tổ chức này đã nhìn thấy một cái tiềm năng rất là thấp uh, cho cái cơ hội để có thể giảm thiểu lượng khí thải carbon đó, và họ nói rằng họ sẽ cần phải bù đắp ở một nơi nào khác, tức là lấy những cái nguồn ngân sách hay là kiểu như họ sẽ có những dự án ở những um, phân khu, những cái phân vùng khác. Đấy, trong cái sự chuẩn bị cũng như là vận hành cái giải đấu này, giải đấu Olympic này. À thế à Rio không phải là, mình nhớ là Rio de Janeiro ấy, cái thành phố mà kiểu ở phía nam của Brazil ấy không phải là thủ đô à? à nói chung là kiểu một cái thành phố của Brazil nhá. Ừ, đấy. Rồi. Cái, cái 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 thành phố mà nó có cái tượng uh, tượng chúa rất là cao ấy xong rồi đứng uh, bàn tay chỉ về phía nhân dân đấy kiểu thế Brasilia mới là đủ thủ đô à ok đó ừ. rồi thế thì đây nha chúng ta sẽ có low potential đúng không low potential tức là kiểu như một cái tiềm năng rất là thấp để có thể reduce cái này này để có thể giảm thiểu được cái lượng khí thải đó those emissions được chưa thực ra thì khi mà nó dùng emission ở dạng số nhiều bởi vì sao bởi vì là cái hàm lượng carbon ấy thì nó sẽ có nhiều biến thể các bạn ạ về hóa học thì nó sẽ có nhiều cấu trúc đấy, cái khí đấy nó sẽ có cực kỳ là nhiều dạng vì vậy cho nên ở đây nó dùng, dùng dạng số nhiều để để nói đến các cái loại của nó còn compensate tức là mình bù đắp mình bù lại Nhớ thì đấy gọi là compensate để là compensate elsewhere tức là đến từ nơi khác ở nơi khác họ phải compensate um, cho cái lượng khí thải CO2 này đúng không bằng những cái hoạt động ở nơi khác bù lại What else is to be done? Uh, if the world is now, if the world is serious about reducing carbon emissions, the Olympics, uh, like so much else, will have to change even more. Thế thì bây giờ chúng ta còn có những thứ gì khác uh, cần được làm? Đây chúng ta gọi là "is to do something" ấy, tức là một cái cấu trúc nó mang tính chất là chỉ thị à, hay là kiểu như uh, diễn giải thì đấy nó gọi là cấu trúc động từ to be cộng với to verb. Ví dụ này, bài văn này là để làm gì đó. Ờ thì tức là cái essay này đúng không? is to do something. Đấy nó để gọi là is to elaborate on the reasons behind this uh, harmful tendency chẳng hạn đi, đúng không? Ví dụ thế. Thì đấy nó gọi là is to do something. Ừ. Ờ, vậy thì đây đó là cái việc gì là phải được thực hiện đây. Nếu như mà thế giới nghiêm túc trong cái việc giảm thiểu khí thải CO2, đấy thì cái giải đấu Olympic cũng giống như rất là nhiều những thứ khác sẽ cần phải được thay đổi, thậm chí nhiều hơn nữa. like so much else, đúng không? Coi như là kiểu nhiều các cái phạm trù hơn uh, những cái phạm trù khác, những cái những cái thứ khác. Ừ. Cũng tương tự như vậy. For English. Hoặc là đây đây, vừa đọc vừa tra nghĩa đây Enjoy thay đúng không? Nó sẽ cho mình ý nghĩa luôn mà. Right. Now, ông, ông Jules um, Boykoff, Boykov, <laughs> who has written extensively about the the Olympic Games, rightly argues in Scientific American that the Games need to reduce their size, limit the number of tourists who travel from afar, thoroughly greenify their capacious supply chains. Ui, mấy từ này hay quá các bạn ơi. Nhìn nhá. ông Jules này. người mà đã người mà có rất là nhiều bài viết đã viết rất là nhiều về cái giải đấu Olympic thì ông ấy tranh luận một cách đúng đắn rằng giải đấu này cần phải giảm thiểu quy mô của nó cần phải giới hạn cái con số những khách du lịch những người mà đến từ phương xa đến từ nơi xa rồi là phải cặn kẽ chi tiết kỹ càng trong cái việc đó là Greenify their capacious supply chains supply chains đó là chuỗi cung ứng còn capacious tức là kiểu như chuỗi cung ứng mang tính chất phạm vi quy mô rộng đúng không nói đến kiểu như nói đến uh, cái 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 quy mô của nó đấy còn greenify mình thấy từ này hay này duy nhất từ này này green đó là xanh và nếu như mà bây giờ chúng ta bảo vệ môi trường đúng không thì tức là kiểu chúng ta sẽ make it greener à, và đây là greenify tức là kiểu làm cho nó tất cả mọi thứ đều có tính chất bảo vệ môi trường từ này hay. Đấy, greenify. Mình cũng thấy là kiểu uh, từ này dùng trong IELTS rất là hay luôn á đó. đó chúng ta phải greenify uh, cái gì được nhỉ? Greenify um, tất cả những thói quen của uh, vốn có từ trước của con người. Đấy, rồi greenify nhé, greenify our habits. Được chưa? Đấy, một cái cụm này dùng trong IELTS sẽ rất là hay này. Rồi, rồi là chúng ta phải greenify cái gì nữa? Greenify um, um, Có thể là our uh, Attitude Được không? Attitude Rồi, towards Từ từ, attitude nó coi là kiểu cái thái độ của chúng ta ấy Đấy, tức là kiểu chúng ta phải làm xanh hóa đúng không? Cái thái độ của chúng ta với lại những cái um, Phong trào bảo vệ môi trường Cũng được Nó cũng rất là hay nhá Đấy, rồi nhưng mà cái Habits này nó hay đúng không? Chúng ta phải gọi là thay đổi cái thói quen của mình hướng đến một cái um, lối sống mà nó bảo vệ môi trường hơn. Greenify những cái thói quen của chúng ta. Ừ. Rồi, tiếp theo nha. Supply Chain thì nó coi là cái chuỗi cung ứng này. Tất cả những cái nguồn sản phẩm nó đến từ đâu á? And open up their eco books for bona fide accountability. Và chúng ta phải mở ra... Phải mở ra their eco books Ở đây là như thế nào ta Their eco books À mình hiểu rồi Tức là bây giờ nhá Các bạn có biết là cái dân kế toán á, Thì cái sổ sách kế toán của nó thì nó gọi là books Đấy chứ Cái dân kế toán khi mà nó kiểm toán Rồi là nó làm những thủ tục liên quan tài chính ấy, Thì đấy nó gọi là books Rồi những cuốn sách như thế và eco books À tức là bây giờ phải bắt người ta Chịu trách nhiệm cho những cái phí tổn liên quan đến môi trường thì đấy chính là cái EcoBook đấy đó, cái cái gọi là cái sổ sách tính toán về chi phí môi trường, à, và tiếp theo này Bonafide, thì Bonafide nó coi là những thứ gì mà nó gọi là um, chuẩn, chuẩn, Bonafide nha, chuẩn, xong rồi là đây này, chuẩn còn Accountability đúng không, vậy thì đó là kiểu tính uh, uh, Accountable, tức là kiểu như um, có thể hiểu là cái trách nhiệm trách nhiệm khó dịch chỗ này nhỉ đây nhá có thể hiểu là cái ý nghĩa của nó ấy. nó nó yêu cầu các cái công ty phải phải chịu trách nhiệm cho những cái phí tổn về môi trường mà các cái công ty đấy gây ra đấy trách nhiệm giải trình ok được đúng không trách nhiệm giải trình những cái chi phí rồi là những cái thiệt hại gây ra cho môi trường đấy mình có thể gọi là cắt nghĩa cho mọi người từng từ nhá nhưng mà đây là cả một cụm rồi nó dùng đúng không thế cho nên là tốt nhất là các bạn cứ hiểu theo học học từ vựng theo cả một cụ Thì đây là open up their eco books đúng không? for accountability. Đấy mình bắt trước cả cái cụ này. Rồi, nhưng mà có từ greenify nó hay đúng không? Ừ. Tiếp theo chúng ta sang cái phần uh, ở dưới này. The sustainability efforts in Paris have not all been smooth sailing. Have not all been smooth sailing. Nào những cái nỗ lực trong cái việc duy trì tính bền vững của môi trường ở Paris thì từ trước đến giờ không phải là những thứ gì mà nó diễn ra quá là suôn sẻ. Đấy, bởi vì sail nhá, đó là chèo thuyền hoặc là đi thuyền, đi biển. Smooth sailing ấy, nó có nghĩa là kiểu những thứ gì nó diễn ra một cách rất là êm êm xuôi, trơn tru. Đó và chúng ta cứ dùng động từ to be nhá, xong rồi đi với smooth sailing. Đấy, động từ to be này cộng với smooth sailing thuận buồm xuôi gió đúng 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 không một cái idiom ở trong uh, tiếng việt của chúng ta thuận buồm xuôi gió rồi thì từ trước đến giờ nhé nó không phải là smooth sailing uh, the scene is scheduled to host marathon swimming and the swim portion of the the triathlon từ từ có thể mình đọc sai từ này nhé triathlon đúng không từ, từ đấy đọc nhé. chắc chắn là kiểu như cuộc uh, gọi là kiểu như một cái một cái một cái cuộc thi mà nó có 3 môn. Triathlon, triathlon đúng không? Ok. Thì cái the scene này có thể là hiểu là một cái thành phố, nhá, một cái thành phố, một cái địa phận nó đã được lên lịch để mà tổ chức marathon swimming, tức là cái cuộc bơi uh, cuộc cuộc bơi um, theo lượt đúng không? Đấy, bơi một cái gọi là một cái chặng rất là dài thì đấy chúng ta sẽ có là marathon swimming. Đấy. Và đó chính là cái cái phần bơi trong cuộc uh, cuộc thi có 3 môn kết hợp. Tức là nó có thể bơi này, nó có thể chạy này, nó có thể đạp xe này. Đó và chúng ta gọi cái phần bơi đấy là the swim portion. Bởi vì portion tức là một phần tách ra của một cái tổng thể. Thì đấy nó gọi là một portion. Đó, ok Rồi. Tiếp theo nhá. But despite spending 1.4 billion euros trying to clean the river, French authorities have achieved Uh, inconsistent result. nhưng mà dẫu cho là đã chi tiêu đến 1,4 tỷ euro để mà cố gắng dọn sạch dòng sông uh, clean nó đúng không tức là kiểu như làm sạch dòng sông nhưng mà chính quyền địa phương ở French ở nước Pháp um, thì lại thu về những cái kết quả mà nó không hề làm sao nhỉ những cái kết quả, kết quả mà nó không đồng đều bởi vì inconsistent thì đó là những thứ gì mà nó không nhất quán, nó không đồng đều với nhau, những kết quả không đồng đều tức là thế nào? có chỗ thì nó sạch, có có chỗ thì nó vẫn bẩn nguyên si như vậy. thì đấy chúng ta hiểu inconsistent tức là thế nào đúng không? là không có nhất quán nha. còn nếu mà nó nhất quán thì tức là consistent rồi. Right water tests in june still show high levels of e coli. À, cái những cái bài kiểm tra về lượng nước hay là hàm lượng nước, hay những cái thành phần ở trong đó vào tháng 6 thì nó vẫn cho thấy một cái mức độ rất là cao trong cái chất E. coli ở trong nước khả năng đây là một cái chất uh, chất độc các bạn ạ Đấy. vi khuẩn vi khuẩn vi khuẩn Đấy, mà nó sống ở trong nước đúng không nó gây ra những cái bệnh về nước Đấy, nói chung E. coli là như thế those numbers improved and uh, crept into the range of the range of safe to swim từ từ thế tức là thế nào nhỉ những con số đó nó improved and it crept into the range of safe uh, the range of safe to swim in late June and early this month những con số này improved từ 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 con những con số này cải thiện tức là thế nào nhỉ những con số này nhá đang dần dần được cải thiện đúng không ý của nó là đã cải thiện rồi và nó đang gọi là dần dần tiến tới tiến tới cái phạm vi an toàn để mà có thể bơi vào cuối tháng 6 và um, gọi là đầu tháng này, đầu tháng 7. nhá, yeah. those numbers improved, chúng ta phải hiểu improve ở đây là nói đến cái mức độ của nó cải thiện chứ không phải là cái con số đến nó gia tăng. nhá. Yeah. Đúng ra ấy, là con số đang giảm xuống, nhưng mà nó vẫn có thể sử dụng cái từ improve ở đây để mà nói đến cái uh, cái ý nghĩa của con số. À, tức là cái tình hình nó đã, đã cải thiện rồi. Đó. còn cái từ craft ở đây thì ý của nó coi là cái quá khứ từ creep, creep khi mà một người mà creep thì tức là đi một cách rất là rón rém, à, đi một cách rất là lén lút và nếu như mà chúng ta gọi là creep into ấy thì tức là cứ thế dần dần tiến vào, Đó. tiến vào cái vùng an toàn này, the range of safe Đó. để mà có thể bơi được vào cuối tháng 6 cũng như là đầu tháng 7 ông Eni, the mayor of Paris Recently took a swim in the river after canceling an earlier planned uh, plunge because of those high bacteria levels. Cái ông thị trưởng của nước Pháp, à, thị trưởng của Paris gần đây thì đã tự mình bơi ở trong cái dòng sông này sau khi mà đã hủy bỏ một cái uh, một cái lần bơi đã được lên kế hoạch sớm hơn trước đó bởi vì cái mức độ vi khuẩn cao ở trong các cái dòng sông như vậy. Đấy, bởi vì Ngày trước đúng không? Khi mà nó chưa có cải thiện ấy, Thì ở trong dòng sông có mức độ vi khuẩn rất là cao Thế cho nên gọi là bố bảo ông cũng không dám bơi đấy, Nhưng mà bây giờ ông ấy thích a swim rồi Ông bơi rồi Đấy, thế thì chúng ta sẽ có là đây After canceling Tức là cái sau khi mà đã cancel, đã hủy bỏ này Plunge Thực ra plunge đó là kiểu như nhảy từ trên cao xuống Cắm đầu xuống thì nó gọi là plunge Nhưng mà tất nhiên khi mà chúng ta gọi là đi bơi ấy, Đấy, thì các bạn có thể gọi là take a plunge cũng được hoặc là take a dip thì nó đều có nghĩa là bơi đấy, bơi bơi lội mà đúng không take a dip này hoặc là take a plunge đều là bơi nhá rồi còn plan thì đó kiểu như cái lần đi bơi đấy nó đã được lên kế hoạch rồi đúng chưa rồi chả thế bây giờ gọi là kiểu có vi khuẩn bao nhiêu như thế làm sao ông dám bơi her swim này was promising but one heavy rainfall could draw more pollutants into the river and undo much of the progress she celebrated. Uh, cái lần đi bơi của cô ấy thì nó vô cùng là mang tính hứa hẹn, mang tính hứa hẹn đem lại hy vọng cho người khác. nhưng mà chỉ cần một cái cơn mưa rào mạnh thôi, nó có thể sẽ, uh, nó có sẽ có 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 thể sẽ gọi là đẩy những cái chất ô nhiễm trở lại với dòng sông và nó có thể gọi là hủy bỏ Uh, phần lớn cái um, từ từ cái tiến trình hoặc là kiểu phần lớn cái sự cải thiện mà cô ấy đang cherish hoặc là kiểu cô ấy đang gọi là là là, là, là ăn mừng đúng không? Hả? Bởi vì là cái việc đi bơi của bà này đó là ăn mừng cái sự cải thiện mà cái progress thì nó cũng có nghĩa là cái sự tiến bộ, sự cải thiện thì đấy gọi là progress đấy và ăn đu nó đâu thì ăn cộng với một cái động từ tức là mình hủy bỏ những kết quả của hành động đó mình đã đu được cái đấy rồi nhưng mà bây giờ mình mình, mình ăn đu tức là à, mình hủy bỏ tất cả những cái kết quả đi đi đấy thì gọi là ăn đu thôi rồi ví dụ nhá quá khứ đã diễn ra chúng ta không thể nào mà kiểu thay đổi quá khứ được tức là we can undo the past đấy bởi vì nó đã có kết quả rồi đúng không ăn đu mà còn rainfall ở uh, có thể hiểu là mưa rào nó có thể draw này tức là kiểu nó có thể lôi nó có thể kéo hết những cái hàm lượng ở uh, những cái chất ô nhiễm từ trong đất đúng không trở lại vào dòng sông nhá into the river. Đấy pollutants thì cái đuôi ANT nó nói đến những cái chất hóa học. Đấy và nếu pollutants đó là những chất gây ô nhiễm. Đấy, còn promising, promise đó là cái lời hứa, đúng không? Còn nếu mà promising đó là một tính từ tức là đầy hứa hẹn. Đấy. Cái lần đi bơi những cái gọi là động tác bơi của bà này thì nó đem đến hy vọng cho người khác. Rồi, nhưng mà chỉ cần một cơn mưa rào thôi nhá. Ừm là mọi thứ nó hết ngay đúng không? ăn đu hết mọi thứ ngay. Now Paris organizers have also given up their ambition to forego conventional air conditioning, uh, conventional air conditioning in the Olympic Village, installing some uh, 2,500 tem temporary, từ từ, temporary air conditioning units. Những người tổ chức giải đấu ở Paris uh, cũng đã từ bỏ cái tham vọng của mình trong cái việc đó là Forgo conventional air conditioning Từ bỏ cái tham vọng của mình trong cái việc đó là Loại bỏ um, cái hệ thống điều hòa Từ từ Hệ thống điều hòa mà kiểu như cố hữu trước đây Ở trong cái khu dành cho tất cả những cái vận động viên Đấy, Tham gia Olympic Và thay vào đó thì họ đã thiết đặt Tầm khoảng gọi là 2.500 những cái máy điều hòa tạm thời ở trong khu vực này. Đấy, tức là họ định nhé, họ định không sử dụng điều hòa, nhưng mà cuối cùng là thôi, họ give up cái tham vọng này và họ lại thiết đặt vào đó là 2.500 cái điều hòa. Thế thôi. Đấy, chúng ta sẽ có là ambition, đó là tham vọng nhá Và forego một thứ gì đó, ấy, tức là kiểu như mình mình từ chối cái quyền của mình. Thì đấy gọi là forego nó. Đó forgo nó, ở uh, buông bỏ nó, từ chối cái quyền lợi của mình có. Thì đấy gọi là forgo something. Nhớ nhá, forgo something. Conventional tức là nói đến những thứ gì mà kiểu nhân thuộc về uh, những thứ vốn có từ trước đến giờ. Có thể là không phải truyền thống đâu nhá, nhưng mà nó đã cố hữu rồi thì đấy gọi là conventional. Nó sẽ hơi hơi khác với lại traditional một chút. Traditional tức là những thứ gì mà nó phải được công nhận, nó phải là kiểu mang tính chất giá trị văn hóa, giá trị truyền thống còn conventional nó đơn giản nó chỉ là một cái thứ mà cái đã tồn tại từ lâu không nhất thiết là nó phải liên quan đến giá trị văn hóa hay là truyền thống gì cả thì đấy gọi là conventional thế thôi right. tiếp theo uh, unit nó có nghĩa là cái um, đơn vị Nhưng mà nếu mà chúng ta bây giờ này hình dung cái máy điều hòa nhé nó sẽ có hai cái cục nó gọi là cục nóng và cái cục gió đúng không thì mỗi một cái cục như thế nó gọi là một cái unit của cái máy điều hòa right. Rồi uh, Đó Họ vẫn bắt buộc phải cài đặt tầm khoảng 2.500 cái máy điều hòa thôi The organizers had hoped uh, to rely on a geothermal cooling system They said would keep rooms at least uh, 11, 11 degrees cooler than outside temperatures Những ban tổ những người ban tổ chức này đã hy vọng là có thể dựa vào một cái này, một cái hệ thống làm mát từ, từ geothermal thermal tức là liên quan đến nhiệt này cách nhiệt này còn geo tức là liên quan đến địa lý hệ thống làm mát cách nhiệt địa lý đúng không đấy right. cái thứ mà họ nói rằng sẽ giữ những cái căn phòng ít nhất đó là 11 độ mát hơn so với lại nhiệt độ bên ngoài. Đấy các bạn cứ nhớ nhé, đó là thermal tức là liên quan đến cách nhiệt, đó là liên quan đến nhiệt và geo tức là liên quan đến địa lý, liên quan đến kiểu như phạm vi Đấy, bởi vì uh, geography mà, địa lý mà. Đấy, thì đây có thể kiểu như nhiệt địa. Địa nhiệt, ok. Địa nhiệt, đúng không? Địa nhiệt hợp lý ấy. còn rely on, tức là phụ thuộc vào cái đấy nhá Cooling system, tức là cái hành động cool, nó có thể dùng ở dạng động từ, tức là làm mát. Đấy, yeah. Right. Cool down, đúng không? Cool it down, tức là kiểu như bình tĩnh đi. Right. Rồi. Now that technology này, involving a system of pipes that pump cold water beneath the village's floors was expected to reduce the carbon impact by 45% compared to the traditional air conditioning systems. Nào, cái công nghệ đó nó đi kèm với lại một hệ thống những cái đường ống mà nó sẽ bơm nước lạnh phía dưới cái nền của cái khu um, dành cho vận động viên. Đấy, cái khu nhà ở dành cho vận động viên nhé, thì nó gọi là village. Chứ không phải là khu làng đâu các bạn ơi. Đấy, đấy là khu nhà ở dành cho tất cả những vận động viên tham gia giải Olympic thì đấy gọi là village. Đấy thì, thì cái hệ công nghệ này nó được kỳ vọng là sẽ giảm thiểu cái mức độ tác động của của CO2 của carbon à, đến một cái mức đó là 45% giảm giảm tức là trừ đi 45% nhé. Bởi vì từ bài ở đây này nó nói đến hiệu số. Được trừ được 45% khi mà so sánh với lại cái những hệ thống điều hòa truyền thống Ừ. sử dụng cái này đúng không thì nó sẽ giảm được 45%. Được rồi. Pump, đó là bơm, bơm. Pump. À, tự nhiên mình lại nhớ đến một cái thuật ngữ mà dạo này mình đọc sách chứng khoán khá là nhiều. À, thế cho nên mình gọi là, là 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 nhớ đến một cái thuật ngữ nó gọi là pump and dump. Pump and dump. Đấy, rồi các bạn thích một cái thứ gì hay là kiểu các bạn quan tâm đến một cái lĩnh vực gì ấy? các bạn cứ tìm sách tiếng Anh mà đọc về nó. Đó, vừa gọi là học kiến thức luôn vừa gọi là cải thiện khả năng ngôn ngữ pump and dump gọi là pump and bơm và xả đúng không bơm và xả Đấy, cổ phiếu nó được bơ, bơm giá lên thổi giá lên xong rồi về sau nó xả hay là bất động sản thế bất cứ một cái thứ gì nha nó đều có quá trình đẩy giá đúng không Đấy, mua một cái phần bên cạnh xong rồi là đây thổi giá lên sau đó thì nó xả Đấy, pump and dump rồi dump tức là kiểu dội xuống uh, xả xuống uh, kể cả nhé bây giờ kiểu có một cái đống rác ấy xong rồi là à mình ném xuống thùng rác ấy thì tức là mình đâm nó yeah. Involve, đúng không tức là kiểu liên quan dính líu, dính dáng tới một hệ thống này các cái pipe đó là các cái ống nước ừ. rồi floors ở đây nhá đó là kiểu nền nhà beneath ngay dưới nền nhà nó bơm nước lạnh vào ấy ơ thế thì nền mà bơm nước lạnh vào vậy thì bây giờ cái nó có bị mòn không nhỉ mình, mình mình không rõ nữa đúng không công nghệ mới nó như vậy rồi nhá xong tiếp theo chúng ta sang cái đoạn thứ hai này For years the organizers uh, promised the games would be climate positive it is doubtful any version of the Olympics can begin to approach even carbon neutrality as long as millions of tourists descend on the whole city ừ. trong rất là nhiều năm thì những cái người ban tổ chức là những người ban tổ chức nhá the organizers bởi vì ấy, cái organizers này này Nó liên quan tới Olympic Đó là một cái thứ mà nó duy nhất Đúng không? Thế cho nên nó có từ giờ ở đây Để mà ám chỉ rằng đây là những người mà đã liên quan đến đối tượng xác định Nói thật với các bạn, nói thật với các bạn nhé, là đến ban điểm 7 ấy, trở lên á, may ra các bạn mới dùng được đúng cái từ giờ. Đấy, rồi chứ còn hầu hết ban điểm 7 trở xuống nhá, không dùng được từ giờ không có khả năng dùng chính xác nó 100%. Bởi vì không hiểu, nó không hiểu được cái bản chất của từ the ở đây là gì, cứ gọi là the phứa phựa vào ấy. May ra ban 7 trở lên thì sẽ gọi là đúng được nhiều hơn. Nhưng cũng chưa chắc đâu, phải 7 rưỡi. Nói thật mọi người, phải 7 rưỡi trở lên mới có thể gọi là chính xác được 100% cái việc sử dụng từ the. Nào, uh, họ hứa rằng này là cái giải Olympic nó sẽ là một cái giải mà nó tích cực với môi trường tích cực với khí hậu climate positive ừ, đúng không nhưng mà nó lại nó lại vô cùng là đáng nghi ngờ liệu rằng bất cứ một cái phiên bản nào của giải đấu Olympic nó có thể tiếp cận được với sự cân bằng về mức độ carbon thải ra đấy khi mà có đến hàng triệu người khách du lịch uh, hạ cánh xuống thành phố nước chủ nhà rất là nhiều người thì đi bằng đường hàng không này đấy, only to consume goods người ta đến đây nhá, người ta chỉ để gọi là tiêu thụ hàng hóa cũng như là để tạo ra cái uh, gọi là, là, là generate waste, tức là kiểu như tạo ra cái um, chất thải, đúng không? tạo ra cái chất thải, những cái lượng chất thải ra môi trường mà khi mà, tại cái thời điểm uh, khi mà người ta đã đến thành phố này, đấy, tức là cái câu này này ý của nó là cực kỳ khó cực kỳ là đáng ngờ rằng là cái giải Olympic nó có thể cân bằng được cái lượng carbon hay không khi mà có đến tận hàng triệu người du khách đúng không người ta đến đây người ta đổ xô đến đây người ta gọi là tiêu thụ này cũng như là người ta generate waste người ta tạo ra khí thở rồi cứ ở cái thôi đúng không tức là ô nhiễm môi trường rồi ford một cái cũng thế doubtful nhé tức là có rất là nhiều doubt có rất nhiều sự nghi ngờ đấy sao sao cái gì Sao PK là sao? Sao PK ban 7? Không hiểu lắm, sao biết ban 7 á? Đấy, bởi vì là các bạn gọi là kể cả những bạn tầm khoảng điểm 8 hay là điểm 7 Mình tiếp xúc với nhiều khi dùng từ vơ vẫn sai mà Đấy, Bởi vì là không, không biết tính chất của nó ấy. Nó để gọi là khiến cho cái danh từ đằng sau này này có thể xác định được Hoặc là nó đi với những cái đối tượng mặc định nó đã được xác định từ trước cái Olympic đó là cái thứ duy nhất đúng không? Thế cho nên nó gọi là the Olympics. Đấy và nếu mà organizers mà nó đi kèm với Olympics thì lúc đấy nó sẽ là gọi là the organizers. Đấy bởi vì cũng là một cái đơn vị tổ chức duy nhất có thể xác định được. Đấy một cái tập thể có giới hạn đúng không? Đấy. Chứ còn bình thường ấy, ví dụ như các bạn nói đến chung chung nhá là những cái đối tượng ngẫu nhiên ấy thì nó sẽ là organizers ở dạng số nhiều. Đấy nó không có the đâu. Đấy nhớ. Cũng như là government cũng thế, ví dụ bây giờ này, mình nói đến chính phủ tất cả các chính phủ ngẫu nhiên trên thế giới này thì nó là governments dạng số nhiều. Đấy, nó không bao giờ có the governments nhá, bởi vì là the governments phải là những chính phủ mà xác định được cụ thể đấy là những đối tượng gì, ví dụ là chính phủ Việt Nam, chính phủ Trung Quốc, chính phủ Campuchia thì đấy nó sẽ là the the government. Nếu còn không bình thường nó sẽ là governments ở dạng số nhiều hoặc là có một cái chức năng nữa của từ the nó đi với lại cá thể số ít để mà đại diện cho tất cả cái tập hợp của nó thì lúc đấy chúng ta sẽ gọi là the government đấy the government là dạng số ít ạ yeah. rồi nào tiếp theo đi tiếp theo nhé um, neutrality đúng không thì lúc này neutral tức là trung lập uh, hay là kiểu như cái chữ N ấy, khi mà các bạn đi ô tô, các bạn sẽ thấy là cái cần cần số nó để chữ N. Uh, tức là kiểu nó để ở chế độ neutral đúng không có thể gọi là ừ uh, vừa có thể đi di chuyển bất cứ thế nào cũng được miễn làm sao nó có quán tính đấy thì neutrality tức là tính trung lập này as long as uh, nó nói đến chỗ này tức là nói đến một cái điều kiện vốn dĩ nhá một cái điều kiện vốn dĩ cứ là khi cái điều kiện này nó diễn ra đúng không thì cái hệ quả đằng trước nó vẫn được uh, duy trì Đấy. Descend tức là hạ xuống Ascend tức là tiến lên Đấy. Hạ long thì nó gọi là descending dragon Để hạ long á Ok thì đây kiểu như hạ cánh xuống thành phố Nước chủ nhà này Đấy. By air tức là đi bằng hàng không yeah. uh, By car Đi bằng ô tô, by bus Đi bằng xe buýt Consume goods đó là kiểu tiêu thụ hàng hóa này Còn đây là tạo ra chất thải Từ once thì nó có nghĩa là kiểu như một khi nó nói đến kiểu như là cái thời điểm đúng không? Một khi mà họ đã đến thành phố này. In previous games, tickets were released uh, first to local residents, limiting the number À ok, limiting the number available to people overseas. Trong những cái giải đấu Olympic trước đây thì vé nó được uh, phát ra đầu tiên cho những cư dân địa phương. Đấy, giới hạn cái con số mà nó hiện hữu cho những người đến từ nước ngoài. Ờ đúng ra nhé thì bây giờ mình viết IELTS mình sẽ bảo rằng là à nó sẽ thu hút được lượng khách du khách nước ngoài đúng không? Và các bạn thấy nhá, cái việc mà du khách nước ngoài đổ xô đến Việt Nam thì nó cũng sẽ có cái uh, hậu quả môi trường. Thì đấy nó là cái mặt trái đấy. Động thúc đẩy du lịch thì cái việc mà đi kèm với nó đó là ô nhiễm môi trường. Đấy đó là mặt trái đúng không? Mặt uh, mặt lợi và mặt hại của nó. Release tức là phát hành hay là công ra đưa ra. Đấy, ban ra Rồi Chỗ này các bạn biết là vì sao không có từ The đúng không Đấy, Chỗ này không có từ The Nào bạn nào mà thêm từ The Đây là sai Bởi vì là bản thân của nó nhá Local residence đang nói chung chung Đang random Đang ngẫu nhiên Chứ không phải là local residence Ở một cái khu vực cụ thể Bởi vì previous games là nó cũng đang chung chung Nó đi với rất là nhiều nơi mà Thế cho nên chỗ này này Local residence uh, Local residence cũng có nghĩa là nói chung chung không có giờ, giờ là sai. Đấy. Rồi giới hạn con số available tức là kiểu có sẵn hiện hữu với lại những người đến từ overseas đúng không? Đến từ gọi là các cái um, uh, lục địa khác Đấy, bởi vì phải đi qua biển mà. So in Paris này, tickets were made available on a central platform that allowed people anywhere to buy them at once, which may increase the number of international visitors who flock to Paris compared to other Olympics à. Nào, Ở Paris thì vé Nó được uh, Nó được tung ra hay là kiểu như Nó được bán trên một cái nền tảng Trung tâm đúng không Một cái nền tảng trung tâm mà nó cho phép này Chính xác ra là kiểu một cái nền tảng uh, Central đây Tức là kiểu nền tảng Nền tảng chính Nền tảng cốt lõi Đấy uh, Mà kiểu như Nó sẽ có các cái gọi là các cái nhánh khác nhau đúng không nhưng mà bao giờ ấy, cái nguồn vé là nó bắt nguồn từ cái cái gọi là cái 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 tâm của nó đấy thì thực ra central tức là kiểu nằm ở vùng trung tâm thôi thì đấy gọi là central mà nó cho phép này mọi người từ bất cứ nơi nào có thể mua vé ngay lập tức at once tức là immediately đúng không at once tức là immediately ngay lập tức còn platform tức là nền tảng thường nói đến kiểu như những cái trang web xong rồi ứng dụng để mà chúng ta có thể mua vé ở trên đó right. À các bạn có nhớ cái từ đó là kiểu vé lậu là gì không? Vé lậu Vé lậu <laughs> Mình cũng đang xem ban Xem ban bà này hiểu được Ban năm bà này coi hiểu nè Thế à? <laughs> ok Rồi thực ra thì nếu như mà các bạn Có mình giải nghĩa hết mọi thứ rồi thì Kể cả ban ba cũng nó không hiểu được cái gì đúng không? Right. Black Tickets, không phải Nó gọi là scope Tickets Nha, yeah. à, ok Vé lậu ấy thì nó gọi là Scoped Tickets Ok mm. scope Tickets uh, Black Market thì nó là chợ đen thì đúng rồi Nhưng mà nó không gọi là vé đen là như thế Đấy, Black Market Thì chính xác, đúng không, chợ đen Nhưng mà nó gọi là scope Tickets nha yeah. mm. Ok, tiếp theo Ờ uh, nếu mà vé mà nó được bán bán hết nhỉ thì nó gọi là sold out nha yeah, sold out rồi right. oh, cái hiện tượng này sold out Ờ. Uh, nào cái nền tảng đó nó có thể sẽ gia tăng hoặc là cái cách thức đó này nó có thể sẽ gia tăng cái con số của những người du khách nước ngoài những người mà đổ xô đến paris khi mà so sánh với lại những cái giải olympic khác thì uh, lại so sánh với những giải olympic khác cái từ vlog này đã giải thích rất là nhiều lần rồi nó nói đến một cái đàn uh, động vật Ví dụ một cái đàn vịt trời hay là một kiểu đàn gà, đàn ngang. à, Và nếu như dùng một dạng động từ Tức là nói đến đổ xô Đi lũ lượt đúng không? Theo đàn, đổ xô đến một cái nơi nào đó Tại sao chỗ này nó gọi là other Các bạn nào mà gì ở đây Lại một lần nữa giải thích tiếp nhé Các bạn phải nhớ rằng là ấy, Bây giờ không phải là các bạn học hết những cái ý nghĩa Hay là kiểu các cái công dụng của từ the Thì mình sẽ dùng được nó đâu Các bạn học ngữ pháp Nói thẳng ra là các bạn học trên phổ thông ấy Các bạn không dùng được bởi vì là nó không hề có cái cái reference, nó không hề có kiểu ví dụ mẫu. Các bạn có công nhận là các bạn học ngữ pháp ở trên phổ thông ấy các bạn không dùng được không? Các bạn chỉ có làm bài tập được thôi. Đấy chứ còn bây giờ bảo rằng là giải thích vì sao á thì nó không giải thích được và thứ hai nó không dùng được. Đó, bởi vì nó không đọc nhiều, nó không tiếp xúc với ngôn ngữ thực tế nhiều. Đấy và chỗ này nhá, nếu mà other thì tức là nó ám chỉ những thứ chung chung. Đấy những thứ kiểu những giải Olympic khác chung chung, ngẫu nhiên còn the other ấy, thì lúc đấy là nó nói đến những thứ mà xác định. Đấy kiểu như bây giờ này, tôi đang có ba cái giải Olympic. Đúng không? Chúng ta ám chỉ giải Olympic ở Paris và hai cái giải Olympic còn lại thì hai cái còn lại nó gọi là the other Olympics. Đấy, the other Olympics. Thế thôi. Đấy, rồi. the other tức là ám chỉ những thứ còn lại, còn other tức là ám chỉ những thứ khác ngẫu nhiên. Nhá, đấy là kiến thức. Đó, the, the, tức là khiến cho cái danh từ đằng sau, đúng không? Nó có thể gọi là chỉ đích danh nó là cái gì được right. The last time, đây là cái thứ duy nhất Đấy, nó là cái thứ xác định, không phải là ngẫu nhiên Đúng không? Thế cho nên là nó có the thôi Right Now, the last time, này uh, friends hosted the Winter Olympics um, Trong cái nơi này nhá, in 1992 The mountainous location was uh, reconfigured to accommodate skiing events cái lần trước khi mà nước Pháp tổ chức, đứng ra kiểu làm nước chủ nhà tổ chức cái giải Olympic uh, mùa đông. <laughs> Tại sao chỗ này nó còn dơ đúng không? Bởi vì Winter, đấy là cái thứ mà kiểu nó xác định có duy nhất thôi trong cái năm này. Đã cụ thể rồi, thế cho nên nó còn dơ thôi. Right. Nào, cái địa điểm vùng núi, nó đã được thay đổi lại để có thể phù hợp với lại những cái sự kiện, um, những cái màn trượt tuyết hay là kiểu những cái cuộc thi trượt tuyết. Mountainous tức là kiểu có địa hình của núi Nó gọi là vùng núi đấy Và đây là khu vực đúng không à, Hay là kiểu vị trí vùng núi à, Configure ấy, thì figure là uh, figure là số liệu Configure tức là điều chỉnh số liệu Nhưng mà reconfigure tức là kiểu Tái điều chỉnh lại số liệu Đó, nó, nó có thể kiểu Cắt bớt đi, nó xén bớt đi Nó làm cho cái độ dốc của nó trở nên um, Phù hợp hơn đấy, Với lại cái cuộc thi accommodate tức là tạo điều kiện đấy, tạo điều kiện cho một thứ gì đó nha bởi vì chúng ta hôm trước có sự giải thích của cái từ accommodation ở dạng số nhiều đúng không Accommodations ở dạng số nhiều đó là những sự tạo điều kiện cho ai đó đấy hay là kiểu những sự thu xếp những sự sắp xếp để mà người ta có được cái điều kiện tốt nhất đấy thì nó gọi là accommodation còn accommodation thì nó là nhà ở nhưng nó không đến được đến uncountable Đấy, cái dạng countable nó lại khác cái dạng uh, plural ở chỗ là bây giờ một bên nó là nhà ở một một bên kia đó là sự thu xếp sự sắp xếp sự tạo điều kiện cho một cái thứ gì nó diễn ra thì đấy đây chúng ta sẽ có accommodate đúng không chính là tạo điều kiện cho những thứ này rồi as one German sports official put it at the time uh, the apps are being literally reconstructed because of the because the good lord Was obviously not a skier. Đọc báo à? Nếu mà trình độ mà nó kiểu như tầm khoảng 7 thì em đọc ở Việt Nam Express thế thôi. Nào, là một cái quan chức làm trong bộ phận thể thao của nước Đức đã đưa ra cái lời bình của mình tại thời điểm đó. Cái đỉnh Amper này, khả năng đây là cái đỉnh núi mà nó tổ chức cái giải ở nước Pháp nha, là cái đỉnh đó theo nghĩa đen nó đang được tái xây dựng lại bởi vì là Chúa trời thì không phải là một người trượt tuyết. Đấy, vì vậy cho nên cái đỉnh núi này đúng không? Bây giờ nó phải được gọi là thiết kế lại để phù hợp cho cái giải đấu. Đấy, nó tốn kém vô cùng. Official nha tức là quan chức này, và đây kiểu quan chức hay là kiểu như viên chức đúng không? Những cái người có vị trí trong um, bộ thể thao. sports official. Còn put ấy, khi mà chúng ta diễn đạt theo một cái cách nói khác thì tức là kiểu mình put cái đấy theo cái cách nói riêng của mình đúng không rồi right, put rồi put uh, put it nào in words thì tức là có thể nói thành lời đúng không à, ví dụ bây giờ mình có thể bảo là put my feelings in words i cannot tôi không thể nào mà kiểu như diễn tả cảm xúc của mình thành lời đấy thì đây put my feelings in words yeah. rồi tiếp theo này cái đỉnh ampere, đúng không bạn nào mà biết nhiều về pháp ấy có phải là đỉnh ao này là cái đỉnh Anter không mình không rõ lắm còn literally đúng không tức là kiểu theo cái nghĩa đen của nó đúng thật là nó đang kiểu chỉnh sửa lại khu vực núi đúng theo kiểu nghĩa đen Đấy. nghĩa đen còn nghĩa bóng thì nó gọi là configuratively đúng không configuratively right configuratively <cười> 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 sorry mọi người cái bình nước hơi to Right, rồi chúng ta sẽ tiếp này. The good lord chẳng qua là God đúng không? Chúa trời thôi. This led according to a guest essay in the Times to the to the destruction of the very environment. À rồi. The destruction này, the destruction of the very environment, the event is meant to honor and celebrate. Cái điều này thì nó dẫn đến theo một cái theo một cái bài một cái bài nghị luận đến từ uh, khán giả tại tờ báo Times, uh, nó dẫn đến sự phá hủy của chính cái môi trường mà cái sự kiện nó mang ý nghĩa là phải tôn vinh cũng như là phải uh, trân trọng, đấy để dịch ra cho nó thuận miệng thôi, chứ còn từ honor tức là kiểu như mình đem vinh quang, mình đưa nó lên vinh quang, mình gọi là trân trọng nó, còn celebrate uh, mình kỷ niệm nó, đó mình ăn mừng với nó. Đấy, rồi thì đây là hai từ riêng nhá nhưng mà chúng ta phải hiểu là từ honor nó đang được sử dụng ở dạng động từ mình mà honor ai đó tức là kiểu mình tôn vinh người ta the very environment tại sao nó có very bởi vì là nó nhấn mạnh đó là chính cái môi trường nó cứ có very cộng danh từ tức là nhấn mạnh đấy là cái từ chính nhá, từ chính đấy. nó sẽ nó sẽ đe dọa chính cái sự sống còn của con người đó the very survival of humans on earth đấy Thì đấy nó gọi là very nó dùng như vậy để Tiếp theo That region is scheduled uh, To host the Winter Games again In 2030 Hopefully with better consideration for the mountains Cái địa phận này Thì nó lại được lên lịch Được lên kế hoạch để mà tổ chức Cái giải Olympic mùa đông Một lần nữa vào trong 2030 Tức là trong tương lai nhé, Nó lại lựa chọn cái nơi này một lần nữa Và hy vọng rằng Với một cái sự uh, cân nhắc tốt hơn dành cho những cái khu vực vùng núi ở đây Tức là đừng có mà kiểu động đến môi trường ở đấy đúng không? Cái thứ gì nó nguyên vẹn rồi thì để nó nguyên như thế đi Đừng có mà chỉnh sửa, không thì nó trở thành đó là phá hủy đấy đây. Rồi, Schedule nó dùng ở dạng động từ mà Tức là được lên lịch nhá, được sắp xếp rồi Consideration đúng không? Tức là cái sự cân nhắc Mình lưu tâm, mình để ý đến nó, mình quan tâm tới nó Now that will be important in the years after Because uh, Albert Ville, no, Albertville is one of only 12 uh, of 21 former host cities that is expected to be cold enough to reliably uh, host the Winter Games by 2017 unless the world significantly reduces its carbon emissions. Ừ. Cái điều này nó sẽ rất là quan trọng uh, trong những năm sau đó tức là sau khi mà tổ chức xong cái Olympic năm 2030 này này Đấy thì mình sẽ cần mình sẽ cần phải gọi là khắc phục hậu quả đúng không? Thì vì vậy cho nên những cái năm sau đó nó rất là quan trọng. Bởi vì cái khu vực này tức là cái tên của cái khu vực vùng núi này này là nó là một one of only 12, nó là một trong 12 trên con số 21 khu vực thành phố trước đây đã từng tổ chức mà nó được kỳ vọng là đủ lạnh để mà có thể tổ chức cái giải Olympic mùa đông vào năm cho đến năm 2070. Đấy tức là thế nào mình cắt nghĩa cho mọi người nhé. Đây này, ngày trước thì nó có hai, mình cắt nghĩa cho, mình giải thích cho. Ngày trước thì nó sẽ có 21 khu vực, 21 thành phố trên thế giới mà có thể tổ chức cái thế vận hội mùa đông. Nhưng mà bây giờ với cái global warming thì nó chỉ còn 12 thôi. Nó không đủ lạnh nữa rồi, đúng không? Đấy, bởi vì nóng lên toàn cầu. Đấy và bây giờ nó chỉ còn 12 thôi. Mà nếu như mà cái khu vực này mà nó cũng bị phá hủy nốt thì nó càng ngày cái con số đấy nó sẽ càng bị giảm xuống. Và nếu như thế đến năm 2030 à sorry, đến năm 2070 không còn nữa để mà tổ chức đâu. Ý của nó là như thế đấy. Được ấy, bây giờ chỉ còn 12 thôi, ngày trước là 21 này, bởi vì former tức là trước đây những thứ gì mà kiểu như là thuộc về phía trước. Đấy, còn host cities đó là những thành phố nước chủ nhà đúng không? Nó được kỳ vọng là đủ lạnh này để mà tổ chức cái giải đấu đấy trừ khi cái từ unless đó là mình đưa ra một cái điều kiện ngược lại với kết quả trừ khi này thế giới nó có thể giảm thiểu được rất là đáng kể cái lượng khí thải carbon của nó thì cứ giảm thiểu khí thải carbon đúng không thì những cái khu vực đấy nó sẽ được duy trì còn nếu mà càng ngày có càng nhiều carbon thì nóng lên toàn cầu nó là tất yếu thì đấy ý của nó là thế sao có cảm giác bài này cô ta cho làm trên lớp cô ta là cô nào uh, already này climate change is taking its toll taking its toll tức là kiểu như nó đang có một cái uh, ảnh hưởng hệ trọng của nó nha nó take its toll thường các bạn có thể gọi là on something đấy chứ hoặc là on somebody thì đấy tức là kiểu nó đem đến một cái hết một cái, cái 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 hệ quả nghiêm trọng với ai đó đấy một cái tác hại với ai đó Thực ra cái từ thô ấy nó gọi là lệ phí đi đường khi mà chúng ta qua các cái trạm mà um, thu phí chúng ta phải nộp cái thô. Đấy chưa? Và nếu mà kiểu take is thô tức là kiểu nó có phí riêng, uh, nó có kiểu như cái tác hại riêng, nó có cái thứ gì mà nó lấy đi từ mình ấy Right. Yeah, take is thô. The 2020 Summer Games in Tokyo were the hottest on record. In uh, the 2022 Winter Games in Beijing, warm Uh, dry weather forced organizers to rely completely on artificial snow Đây nó đưa ra một số ví dụ này Đó là cái giải đấu mùa hè năm 2020 Ở nước Nhật, Tokyo Thì đó là cái giải nóng nhất Đấy, Theo um, kỷ lục nhá. On record Tức là kiểu cái record này này chính là cái kỷ lục ghi lại Nó không phải là cái mà nó gọi là uh, Ghi chép đâu Hay là kiểu như một cái phần quay phim đâu Mà nó là theo kỷ lục nhé, On record Đó. Vì vậy cho nên nếu mà cái từ record này này nó bổ nghĩa cho một cái từ high a record high thì đó là một cái đỉnh cao kỷ lục, một cái mức cao kỷ lục nhé. Cái thế vận hội mùa đông năm 2022 thì nó tổ chức ở Bắc Kinh và nó lại làm từ từ ở nơi đó này thì thời tiết khô cũng như là ấm nó đã ép cho những cái người ban tổ chức phải phụ thuộc hoàn toàn vào tuyết nhân tạo để mà tạo ra cái gọi là không gian môi trường thi đấu đúng không? cho đúng cái thế vận hội mùa đông. Force right? Artificial tức là những thứ gì mà kiểu nhân tạo nhá, nhân tạo, man-made à, cũng được. À. Last summer này, in the hottest uh, year on record globally, more than 5,000 people died in France, died in France during four heat waves. Mùa hè năm ngoái, uh, trong cái năm nóng nhất theo kỷ lục tính trên thế giới thì chúng ta có hơn 5.000 người đã chết ở nước pháp đấy chưa và đây là trong bốn đợt nóng đỉnh điểm cái từ wave nó là cơn sóng nhưng mà heat wave đó là đợt nóng nhé à, tất nhiên nó có thể hiểu đợt dịch bệnh hay là đợt covid đều được nhé Co gọi là covid waves đều được yeah. còn globally tính trên toàn cầu đấy, tính theo phạm vi toàn cầu global mà but paris is expecting a reprieve Reprieve uh, from last summer in the coming weeks Temperatures are expected to rise No higher than 90 degrees Over the two week event According to the forecast from Aku weather <laughs> um, Nhưng thành phố Paris Thì nó lại đang kỳ vọng Có một cái reprieve Từ từ reprieve Có thể mình đọc sai từ này nhé Nhìn nó lạ lạ nhỉ Reprieve 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 có thể nhá Đó là Từ từ Một cái sự gọi là đi ngược lại à? Mình đoán như thế thôi Còn mình quên mất ý nghĩa của từ này rồi Không dùng nó mấy Đã từng gặp nhá Đã từng gặp gọi là Ngày trước rồi Nhưng mà quên rồi Nào bởi vì không dùng mà Đúng không? Cũng ít khi gặp nó trên Các cái nguồn ngôn ngữ xung quanh Tí nữa tra sau Nào từ mùa hè năm ngoái này Trong những tuần tới đây Coming weeks đó, Những thứ Những cái tuần ấy Mà nó đang coming đây nó đang coming to us đấy, Nhiệt độ nó được kỳ vọng là sẽ gia tăng không có cao hơn 90 độ Qua cái sự kiện kéo dài 2 tuần này Tức là nó chỉ đến 90 là cùng thôi 90 độ này đó là 90 độ uh, Kevin nhé Chứ không phải độ C nhé 90 độ C nó chết rồi đấy 90 độ Kevin Thế nó tính theo cái độ uh, độ 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 F ấy, đấy, chứ không phải là kiểu độ C đâu. Theo như cái dự báo thời tiết đến từ Aku Weather right. Vậy thì bây giờ cái từ reprieve khá là giống cái từ nó gọi là kiểu như relief nhỉ, đúng không? Để. Tức là kiểu như là một cái sự nó gọi là hạ hỏa. Đây đây ân xá. Ui ân xá. Reprieve. Đấy, reprieve. Nó gọi là sự ân xá. Hay, đúng không? Nó đang ẩn dụ ở đây rất hay, sự ân xá. Được tha tội chết đấy các bạn. Đấy. Nó đang ẩn dụ rất hay sự ân xá không cái này ấy, thì đây nhá các bạn nên luyện tập như thế này cho mình này đừng có ngay lập tức tra từ đừng có đừng có ngay lập tức tra từ nhá mà khi mà chúng ta đọc ấy chúng ta cứ dùng cái uh, liên hệ thực tế của mình đúng không xong rồi là mình dựa vào cái ngữ cảnh của câu mình đoán từ trước đi các bạn đoán từ trước đi uh, đoán nó trước để mà kiểu như hiểu rõ cái văn cảnh này hơn đồng thời là chúng ta có thể liên hệ được uh, về mặt Dụng ý ngôn ngữ Bởi vì thực ra ấy, một cái câu nó được đặt ra Thì bao giờ nó phải có ý nghĩa hợp lý Đấy vậy thì bây giờ nó không Không nóng nữa đúng không Thì tức là một cái sự nó gọi là relief Vừa nãy mình căn cứ mình đưa ra một cái từ đồng nghĩa Trong cái văn cảnh này có thể được sử dụng được này Đó relief đúng không Nhẹ nhõm xong rồi là được uh, giải tỏa Đó Thì trong đó Ở đây nó được dùng từ reprieve Thì tất nhiên là theo một ý nghĩa riêng của nó Nhưng mà mình vẫn có thể gọi là hiểu được tức là các bạn phải hiểu ấy trong những tình huống mà nó khẩn cấp trong phòng thi chẳng hạn các bạn không có từ điển đúng không thì phải sử dụng cái sense về mặt ngôn ngữ của mình để mà phán đoán uh, hiểu theo ngữ cảnh có thể tự suy ra được ý nghĩa của từ mà không cần từ điển thấy chưa rồi tiếp theo này still the weather or rather the climate uh, remains a long range challenge hay quá dẫu thế dù gì đi nữa thì thời tiết này hoặc là nói đúng hơn đó là khí hậu thì nó vẫn là một cái thử thách uh, lâu dài cho chúng ta Nha? Cái long range tức là cái khoảng cách đúng cái phạm vi của nó rất là dài, nó nói đến long term, nó nói đến long term, relief, relief là động từ ông ơi, relief là động từ thì bây giờ nó phải chuyển sang danh từ đó relief kia là đúng rồi, nhá, yeah. vậy right. uh, long range ở đây là long term, đấy và challenge đúng không chính là cái thử thách, đấy. rồi No, cái gì reprieve bằng uh, reprieve bằng exonerate. Exonerate tức là dẫn độ uh, exonerate tức là kiểu như giải tội. Nhá giải tội, tức là bây giờ này nó có tội xong rồi mình à coi như là nó được minh oan đấy. Thì đấy nó gọi là exonerate, minh oan. Đó khiến cho nó không còn cái trạng thái có tội nữa, nhưng mà reprieve tức là ân xá, coi như là uh, mày không phải chết. Thì đấy nó gọi là reprieve, được chưa? Nào Julio Duffus Uh, the Senior Manager for Sustainability at the International Olympic Committee told a sports conference in 2022 that she expected participation by countries to drop perhaps by as much as 20% from the current number uh, by 2030. Nào cái bà Julie, đấy, đó là quản lý cấp cao cho cái chiến dịch môi trường bền vững tại Ủy ban Olympic Quốc tế bà ấy nói với lại một cái hội nghị thể thao kiểu hội nghị của giới thể thao ấy đó tất cả gọi là cơ quan tổ chức thể thao tụ lại ấy, ở một cái nơi dự hội nghị vào năm 2022 rằng là bà ấy kỳ vọng bà ấy hy vọng bà ấy trông chờ cái sự hợp tác của rất là nhiều quốc gia trong cái việc đó là giảm thiểu có lẽ đến cái mức độ tối đa đó là 20% từ cái con số hiện tại về lượng khí thải carbon được thải ra môi trường đến từ những cái giải đấu thể thao đúng không? Tính đến năm 2030. Bà hy vọng nhé, đó là tất cả các cái quốc gia đều participate. Thì đây, bà expected này, participation. Tức là bà ấy kỳ vọng có sự hợp tác đúng không? Bởi các cái quốc gia để mà drop cái con số đấy xuống 20%, trừ đi được 20%. Còn as much as, tức là nó nói đến kiểu phạm vi ở đây có nghĩa là kiểu như lên tới 20%. Tính tới đó, đúng không? Cái mốc 20% ở đây còn conference đó là cái hội nghị nha hội nghị sustainability tức là tính bền vững nó nói đến kiểu như là chúng ta có thể bảo vệ môi trường đến mức độ như thế nào ấy để mà nó có thể còn mãi sau này in some parts of the world it's often too hot to play or practice outside ở một số nơi trên thế giới thì gần nó thường là quá nóng hoặc là ừ, nó thường là quá nóng để mà chúng ta có thể chơi thể thao hay là luyện tập thể thao ở bên ngoài trời đúng thật được, không hiểu sao mà mấy sư thầy có thể đi đi bộ đầu trần chân, chân đất xuyên suốt rất là nhiều những cái lãnh thổ ở việt nam như thế rất là, rất là nhiều địa phận ở việt nam như thế xong rồi là bỏng hết cả chân đúng không đầu cháy ừ. các bạn thấy đấy là đây chúng ta khí hậu đúng không trên toàn cầu bây giờ nó cực kỳ là nóng rồi hôm nay trưa nay mình ra đường ui rồi hầm hập luôn nữa right. nào in others này Recurring storms, flood, drought or wildfires are reducing playing opportunities and shifting uh, participation rate Ở những nơi khác, thì những cái cơn bão, những cái đợt lũ lụt rồi là những cái cơn hạn hán cũng như là cháy rừng mà nó lặp đi lặp lại, nó đang giảm thiểu đi những cái cơ hội có thể chơi thể thao để có thể tổ chức giải đấu ấy. Đó, ý của nó là playing opportunities, Được chưa? và nó đang thay đổi đi cái tỷ lệ tham gia tỷ lệ tham gia giải đấu thể thao đúng không của các nước đấy có thể hiểu là như vậy recurring nhá thì occur đó là xảy ra recur tức là tái hiện đó tái tiếp diễn đấy nó lặp lại thì đây chúng ta gọi là recurring rồi tiếp theo này đó là drought hạn hán đúng không flood lũ lụt Uh, shift nhé, đó là kiểu chuyển dịch ấy. ý của nó là kiểu thay đổi đi và đây là thay đổi cái rate đúng không cái tỷ lệ tham gia, tỷ lệ tham gia. Uh, in some places, especially island nations and countries along the equator, climate-related damages are crippling, uh, crippling public budgets. Nó dùng từ hay quá. Ở một số nơi này thì đặc biệt đó là những quốc gia bán đảo, nó phải nằm trên đảo nhá các bạn nhé Từ đảo này nó đọc là island. Đó không phải Iceland đâu, no. nó là Island ấy. Island Nations. Rồi và những cái quốc gia này dọc theo equator tức là dọc theo xích đạo. Ví dụ Việt Nam ấy cũng là nằm trên xích đạo đó. Thì chúng ta có là những cái tổn thất về tổn thất liên quan đến khí hậu đúng không? Những cái tác hại liên quan đến khí hậu nó đang làm kiệt quệ ngân sách cộng đồng. Ui hay, nó làm kiệt quệ ngân sách cộng đồng. Các bạn phải hiểu là kiệt quệ thì nó mới hay Chứ còn bây giờ các bạn hiểu cái từ này theo cái nghĩa mà từ điển nó đưa ra ấy Là các bạn thấy là nó hơi bị kỳ Đó, rồi cripple ấy, tức là kiểu làm què, làm cho ai đó tê liệt Đó, làm tê liệt những cái nguồn ngân sách cộng đồng Thì ý của nó có nghĩa là kiểu như là khiến cho không còn đủ ngân sách để mà chi tiêu cho cộng đồng nữa chứ còn gì nữa được nhá, nó cripple cái đấy, tức là kiểu nó làm hạn hẹp á Nó không còn ngân sách để mà chi tiêu cho người dân nữa ừ. Được hay đúng không Nó cripple. Cái này các bạn có thể sử dụng như sau Nó làm kiệt quệ những cái quốc gia Mà nó vừa trải qua chiến tranh Đấy, Ví dụ Việt Nam ấy Cái thời mà gọi là 1945 nhá Thì nó được miêu tả đó là Crippled by war Cả một collocation luôn đó Rất hay Collocation nhá Kiệt quệ bởi chiến tranh Vừa mới bước ra khỏi chiến tranh Còn public budget Đó là community funding Yeah, ngân sách cộng đồng. Eating into the funding that would have otherwise been available for a na for a national Olympic team. Nó đã ăn xén vào cái nguồn ngân sách mà đáng lẽ ra nó đã được nó nó đã được có thể sử dụng cho một cái đội tuyển Olympic quốc gia. Hmm rồi nó eat into đúng không tức kiểu như là nó lấy đi nha nó ăn chặn vào nó gọi là mình đang có một cái khoản gốc xong rồi bây giờ nó ăn luôn vào cái khoản đấy của mình ừ. đấy, thì nó gọi là eat into từ hay quá chuyện quá là bình thường nên các bạn cứ đọc nhiều vào là những từ này nó xuất hiện đây nhé đọc nhiều vào báo nào cũng thế kể cả báo Việt Nam Express nó cũng sẽ có những cái lúc mà nó dùng từ này này Đã. eat into uhm gọi là kiểu như thế nào? Đây nha, nó đang um... các bạn có thể sử dụng cái từ ít như thế này, từ ít như thế này một cái cách dùng rất hay. Đó, nó đang này, it's eating up inside me. Đấy, cái này nói cũng hay. Tức là mình đang bị dây dứt bởi một cái việc gì đó. nó giống như ở ví dụ việc việc đấy do mình gây ra, xong rồi bây giờ nó có hậu quả như thế nào? Đó. Đấy thì nó đang eating up inside. Cái đấy nó đang gặm nhấm đúng không? Nó đang gọi là 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 là, là, là dần dần là, uh, cồn cào bản thân mình bên trong đó cũng là cũng là từ rất hay uh. rồi thanks to television này uh, thanks to television and social media those of us who live far from the whole city can still follow along in real time without traveling to the games nhờ vào TV cũng như là uh, mạng xã hội thì uh, những người trong số chúng ta những người mà sống rất là xa khỏi cái thành phố nước chủ nhà vẫn có thể follow along, có thể dõi theo, ấy, theo thời gian thực, Nó tức là kiểu xem trực tiếp ấy mà, uh, in real time, mà không cần phải đi đến cái giải Olympic đó, uh, traveling to it, đúng không? Tokyo này, 2020 actually held in 2021, uh, and Belgium 2022 did not have international fans because of the COVID pandemic. The planet was better off for it uh, Chúng ta có ví dụ ở đây đó Tokyo này cũng như là Beijing Cái Olympic ấy Thì nó không hề có Những cổ động viên quốc tế Bởi vì đó là dịch bệnh COVID Pandemic Cái COVID này này Nó là một cái thứ mà nó Duy nhất Đâu nó xác định Và đồng thời kiểu như Cứ nói đến COVID Ai cũng sẽ biết rằng Đấy là một cái Dịch bệnh vào năm 2019 Nó nổ ra Con virus nó như thế nào Thế cho nên á đó là pandemic, nó phải có the khi mà nó đi kèm với cái tên của nó. The COVID pandemic. Và cứ là the pandemic thì tự người ta sẽ hiểu luôn đó là COVID. Đấy thêm là một cái cách dùng nữa của từ the đó. Và trái đất của chúng ta này, hành tinh của chúng ta uh, was better off. Tức là đã tốt hơn vì điều đấy xảy ra. Đấy, bởi vì không có du lịch quốc tế. Đúng không? Thì nó gọi là better off. Nha, nó better off. Đấy, tức là kiểu nó tốt hơn. Là tốt hơn. Uh, in the Rio games này, organizers claim that a significant part of spectator emissions, including from travel, will offset by the planting of trees. In Paris, organizers and Paris organizers hope to similarly offset emissions with reforestation. Mm. Trong cái giải đấu ở Brazil, thành phố Rio đúng không? thì những người ban tổ chức này đã claim that đã tuyên bố rằng đã đã được gọi là xưng lên rằng đúng không? Cái từ claim ở đây tức là đưa ra một cái nhận định cũng được. Đấy, tuyên bố cũng được. Rồi, một cái lượng rất là đáng kể trong cái khí thải do khán giả tạo ra nha, do khán giả thải ra. Đến từ bao gồm này, đến từ việc uh, đi lại thì đã được bù trừ lại bởi cái việc trồng cây xanh. Đấy, tức là bây giờ cây xanh nó hút uh, carbonic đúng không? Thì lúc đó người ta trồng nhiều cây hơn thì người ta sẽ offset đây này, cái từ offset này nó rất là hay, nó có nghĩa là bù trừ, đỡ offset bù trừ, khá là giống từ compensate nhỉ, được gọi là bù lại đúng 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 không? Hai từ đấy khá là giống nhau nha. Rồi các bạn sẽ sử dụng cho mình đó là offset a, đấy tức là kiểu bù trừ lại thứ gì đó. Nếu mà bị động thì tức là động từ to be offset nó vẫn giữ nguyên cái từ đấy by b, được chưa? thì đấy, rồi đó offset rồi offset bù trừ còn spectator nó vẫn là người xem đúng không và đây là kiểu khí thải do người ta gây ra này bằng việc trồng cây xanh nhá và những người tổ chức giải ở Paris thì hy vọng là có thể bù trừ một cách tương tự cái lượng khí thải với reforestation là paraphrase rất là khéo đúng không Đấy, cũng là trồng rừng thôi tức là cũng cũng là trồng cây xanh Đấy, growing more trees Đó, rồi reforestation thực ra re đó là tái tạo lại đúng không? Vậy thì tức là làm mới lại những cái khu rừng trồng nhiều cây hơn tương tự nhau. And renewable energy projects và những cái dự án này nghiên cứu về năng lượng thay thế, năng lượng mới, năng lượng sạch. Ấy. À, nó có thể renew được đúng không? Tức là kiểu nó có thể tận dụng những cái nguồn cũ sau đó rồi là nó uh, recycle, nó tái chế lại. But these offsets are not a uh, panacea, panacea, panacea. Penenker, Penenker. Penenker đúng rồi, nó đọc là Penenker. Nhưng mà những cái sự bù trừ này nó cũng có thể sử dụng dạng danh từ nhá, đi số nhiều thì nó không phải là một cái Penenker từ 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 mình đoán xem nào. Penenker. Nó có thể là kiểu giải pháp đúng không? Những sự bù trừ này thì nó cũng không phải là một cái giải pháp. Đấy hoặc là kiểu một cái cách tối ưu Đấy, thì mình nghĩ rằng đây là nó giống từ best way ấy The best way panenka Từ từ Nghe nó giống cái từ nó gọi lốp bóng nhỉ Panenka thuật ngữ của của bóng đá ấy. Mà lốp bóng tức là kiểu như nó gọi là nó Nó di chuyển theo hình vòng cung đúng không Tức là kiểu nó nhảy qua một cái thứ gì đấy Cách thức để tránh một thứ gì à Đấy là đoán nhé, đấy là tư duy ngôn ngữ thì mình sẽ đoán như thế Còn bây giờ mình sẽ tra mọi người này ừ chính xác đúng không something that will solve all problems đấy thì nó gọi là từ từ panacea. panacea no panacea okay từ này thực ra thì mình đã nhìn thấy rồi nhưng mà bởi vì mình ít khi mình dùng nó cũng như ít khi mà nhìn thấy nó ấy. Uh, panacea panacea panacea. Đấy, panacea đúng không chính là cái gọi là thuốc trị bách bệnh đó tức là uh, một giải pháp cho tất cả đúng không đấy, một giải pháp cho tất cả từ từ a này one size fits all solution đó đấy nhá, one size fits all solution tức là kiểu một cái solution mà nó có thể fit được tất cả các cái uh, yêu cầu của nó đấy rồi đúng nhá ừ. rồi ok thì đó chúng ta sẽ có là one size fits all one size fits all nha nó cũng là một cái từ tương đồng Peninsula, ok Peninsula, đúng không? For all the efforts in Paris to reduce the carbon impact of the games. À các bạn thấy nhá, mình không hề ghi từ. Mình không quan tâm đến cái việc gọi là ghi chép lại. Đấy là bởi vì là mình quen mình quan niệm rằng cái việc đấy là việc vô bổ. Cái việc mà các bạn ghi chép lại từ vựng ấy đó là việc vô bổ. Bởi vì là thứ nhất, các bạn có thể ghi tầm khoảng gọi là 2 3 tờ 3 4 tờ thì các bạn sẽ xem lại những từ vựng đấy, đúng không? Nhưng mà đến tầm khoảng gọi là đến 10 trang đến Ghi đến tầm khoảng 10 trang giấy nhá Thì đố các bạn ngồi các bạn có đủ thời gian để mà các bạn xem lại luôn Không đủ kiên nhẫn đâu Đấy vì thế cho nên cái việc ghi từ đó, nó không có ích Bởi vì kiểu gì ghi đến tầm khoảng 10 trang thì mình lại gọi là chán Mình lại muốn ghi lại từ đầu Lại 1, 2, 3 trang ban đầu Lại lập lại một cái bảng Excel từ vựng mới đúng không? Thế thì ghi làm cái gì? Yeah. mình không ghi từ vựng đâu, mình không quan tâm từ vựng mới đâu, mình không ghi lại đâu. Đấy, chẳng qua là bây giờ này, cứ có một cái môi trường ngôn ngữ, ấy. đặc biệt là môi trường ngôn ngữ nâng cao ấy, thì cái từ vựng này yên tâm, một lúc nào đó nó sẽ lặp lại thôi. Nó lặp lại đủ số lần ấy là mình sẽ tự nhớ nó trong đầu, đấy chứ. Right. Chứ còn bây giờ các bạn ghi, các bạn vứt đấy nó không thế. Now, for all the efforts in Paris to reduce the carbon to reduce the carbon impact of the games, and they have been considerable the sheer scope of future games must be rethought. Đúng không? Các bạn có công nhận không? Là ghi lại từ vựng này vẩn thôi, đến tầm khoảng gọi là 10 trang hoặc là mười mấy trang là các bạn vứt đi mà xong các bạn lại ghi lại từ đầu, không thế. Mình biết thừa. À như thế thôi đúng không? Làm sao mà ghi được đến tầm khoảng gọi là một cuốn 10 trang nhá, các bạn nhìn lại 10 trang từ vựng mới đấy các bạn phải mất tầm khoảng một tiếng không ai đủ kiên nhẫn để làm cái việc đấy. Nào, với tất cả những cái nỗ lực ở thành phố Paris để mà có thể giảm thiểu được cái tác động về khí carbon uh, gây ra bởi giải Olympic of the Games mà đúng không? The Games, vì sao nó có số nhiều bởi vì là nó, cái giải đấy nó có nhiều bộ môn. Và they have been considerable, tức là những cái nỗ lực đấy thì quả thực rằng là nó tính đến thời điểm bây giờ vô cùng là đáng ghi nhận. Đó đáng kể, considerable. Nhưng nào nhưng mà cái uh, cái quy mô lớn của những giải đấu trong tương lai thì cần phải được uh, cân nhắc lại rethought đúng không tức là kiểu như rethink một thứ gì đó mình nghĩ lại nó này còn sheer ấy, thường nó đi một danh từ tức là ám chỉ về cái quy mô ám chỉ về cái mức độ của nó rất là lớn khiến người ta phải kiểu như cảm thấy sững sờ Đấy, The sheer scope scope chính là một cái ống nhòm đúng không và nếu như mà chúng ta dùng ở dạng ẩn dụ tức là cái phạm vi với tới là cái 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 range của nó ấy, cũng được kiểu phạm vi độ rộng của nó như thế nào nhé yeah. mà chúng ta gọi là quy mô đi Đấy, của những cái future games rồi a smaller scale olympics uh, wouldn't solve everything but it would make uh, but it would make these events more sustainable Đấy, một cái giải Olympic này mà nó có quy mô nhỏ hơn thì nó không phải là nó solve everything tức là nó không nó không phải là một cái uh, panacea. Đó, nó không phải là một cái panacea, nhưng nó sẽ khiến cho những cái sự kiện này nó có tính bền vững hơn, bảo vệ môi trường hơn, giảm thiểu quy mô đi. Đấy, rồi giảm thiểu quy mô đi. Cái gì? Uh, sự nhưng mà ở à đây các bạn đang gọi là thắc mắc về từ vựng đúng không nói thật với các bạn là các bạn